Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 184 của bộ truyện tiên nghịch Tập này được mang tên là Về Nhà Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người trước thì um, vương lâm lúc này đã quay trở về cái liên minh tinh vực thì hắn lúc này um, mặc dù ở tập trước là vương lâm đã sử dụng cái sinh cơ của mình để nhằm cứu lý mộ uyển nhưng mà không được do đó mà sinh cơ của gã của hắn gần như cạn kiệt luôn nhưng mà không ngờ uh, vương lâm còn có cái chiêu tịch diệt chỉ có thể hút sinh cơ xung quanh rồi truyền vào trong cơ thể nhưng mà có một cái um, hậu hoạn về sau nhưng mà chưa có nói rõ đoạn cuối tập vừa rồi thì um, lúc này nói về cái đoạn mà người của La Thiên Tinh Vực um, nói đến một cái nhóm người do cái đồng tử đầu to dẫn đầu tiến đến không ngờ đó lại là cái um, chu Thước Tinh thì những cái thuộc hạ của cái tên đầu tử đầu to này xông vào định uh, giết uh, đồ tinh đó uh, đồ sát nguyên cái hành tinh này nhưng mà không ngờ gặp cái bức tượng của Vương Lâm vì vậy mà sợ hãi bỏ chạy rồi quay trở về báo cho cái đồng tử đầu to thì đồng tử đầu to lúc này á uh, đến cái hành tinh Chu Thước Tinh này À, mặc dù vừa nhìn thấy cái tượng của la phong mặc dù cũng sợ đó nhưng mà gã cũng cười lạnh cũng ra tay luôn thì à, lúc này à, ở chỗ đó có thiết nham à, cũng như là à, vân tước tử ở đây thì thiết nham lúc này khoanh chân ngồi ở dưới cái chân pho tượng giữa quảng trường nhìn chằm chằm vào đồng tử đầu to không ngừng cười lạnh bên trên thì vân tước tử vốn bị trọng thương nhưng lúc này ánh mắt cũng bắn ra tinh quang. Thần thức của lão dĩ nhiên quan sát thấy đối phương đồng dạng đứng ngay người trước mặt tên tiểu tử Vương Lâm năm đó. Trong mắt của Vân Tước Tử lộ ra vẻ khiếp sợ. Hay là tên tu sĩ La Thiên quen biết với tên tiểu tử Vương Lâm sao? Nhưng mà dù là quen biết cũng không hẳn phải có biểu hiện như vậy mới phải chứ. Chẳng lẽ là... Vân Tước Tử trong lòng dâng lên một cổ phỏng đoán mà khiến cho lão cũng cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Chùa Vũ Thái đồng dạng cũng như vậy. Lúc này đây, gã bị thương rất nặng, nhưng vì thủ hộ Chu thức Tinh nên cũng bằng bất cứ giá nào thực hiện lời thề năm đó với Vương Lâm. Muốn Chu thức Tinh còn thì người còn, Chu thức Tinh mất thì thân vong. Lại nói tới đồng tử đầu to kia, khi nhìn chầm chậm pho tượng của Vương Lâm, tâm thần chấn động, gã thực sự rất sợ Vương Lâm. Lúc này đứng ở nơi đây, đối diện với ánh mắt kia cũng khiến cho lông tóc của gã dựng ngược lên, như có ảo giác đang đối diện chân chính với Vương Lâm vậy. Theo bản năng, gã lui ra sau mấy trượng, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Thật sự không đáng vì một tu chân tinh bỏ đi mà trêu chọc vào hứa mộc. Nhưng mà nơi này có pho tượng của hứa mộc, hơn nữa xem ra nó cũng đã tồn tại mấy trăm năm rồi. Tình hứa mộc này cũng không phải là người của La Thiên Tinh Dực. Hắn là người của Liên Minh Tinh Dực, không sai, chính là như vậy rồi. <laughs> Đấy lùng tên đồng tử đầu to kinh hoảng, gã cảm thấy chính mình đang nắm giữ một thiên đại cơ mực thậm chí có thể lấy việc cơ mật này khiến cho hứa mộc thương bại danh liệt, thậm chí vứt bỏ cả tính mạng. Nên đồng tử đầu to điên cuồng cười ầm lên, hai mắt lộ ra tinh quang. Bước tới một bước, gã trực tiếp đi tới phía trước bức tượng, tay phải nâng lên, hung hăng vỗ xuống rồi quát. Dỡ cho ta! Gã không dám trêu chọc hứa mộc, chỉ có thể làm thế này để tiết hận mà thôi. Ngay tại khoảnh khắc bàn tay của gã ứng xuống pho tượng, thiết nham vốn ngồi khoanh chân dưới pho tượng nhìn chằm chằm đồng tử đầu to không chút sợ hãi trên miệng của lão vẫn đang có máu tươi rỉ xuống lạnh giọng nói người hỏi đi pho tượng của ân công chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ đồng tử đầu to hơi dừng tay lại ánh mắt nhìn về phía của thiết nham gã đã sớm nhìn ra thọ hạn của đối phương sắp hết rồi dĩ nhiên đã dầu cạn đèn tắt rồi cười lạnh nói <cười> đừng nói là hỏi đi pho tượng này dù là hứa mộc đích thân đến đây, bản tiên cũng không để vào mắt đâu. Gã lại nâng tay phải lên, đang muốn vỗ xuống, nhưng mà ngay lúc này, nháy mắt một cổ hàng ý vô tận tràn đến. Một thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông bỗng nhiên vang lên trên chu tước tinh. Người nói lại lần nữa ta nghe thử coi. Sự hàng lãnh của thanh âm này có thể đóng băng cả thiên địa. H hứa mộc, đồng tử đầu to phản phức như bị người ta đánh thẳng vào trong đầu sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt không chút do dự lui nhanh về phía sau trên mặt của gã không còn chút huyết sắc nào hồn bay phách tán tâm thần kịch chấn không thể chiến mau lui lại trong khi lui lại phía sau gã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi không chút nghĩ ngợi thi triển huyết đụng vốn tự tổn hại tu vi đối với hứa mộc tại nhất tuyến thiên thì đáy lòng đã sinh ra một sự sợ hãi mãnh liệt ân à, ừ, công Ánh mắt thiết nhàm lộ ra vẻ kích động, dùng nén cả trong mấy trăm năm, nhìn bóng dáng hiện ra trước pho tượng hay hàng lão lệ chảy xuống. Dung lâm! Vân tước tử hít một hơi thật sâu. Dung lâm! Ánh mắt của chu vũ thái lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, phàm là những tu sĩ còn thanh tĩnh quan sát đến cảnh tượng này đều hoàn toàn rung động. Vương Lâm chân chính là lão tổ của Chu thước Tinh, Người chạy không thoát đâu Ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí ngập trời Bước về phía trước một bước Ánh mắt đồng tử độ đồ to lộ ra vẻ hoảng sợ Máu tươi hết sức phun ra Toàn thân lập tức bao phủ bởi huyết quang Trong phút chốc đã hóa thành huyết ảnh Với một tốc độ khó có thể tin được Nhanh chóng lui về phía sau Tốc độ của huyết đụng vô thanh vô tức Nhưng còn nhanh hơn mấy lần so với tia chớp Hơi lùi lại đã sắp thoát ra khỏi chủ tức tinh rồi nhưng mà chỉ trong nháy mắt khi vương lâm bước chân ra sống gượng xuất hiện bóng dáng của hắn cũng lập tức biến mất dung nhập vào thiên địa so với huyết ảnh kia còn nhanh hơn rất nhiều trực tiếp xuất hiện phía trước huyết ảnh đồng thời khi bóng dáng vương lâm hiện ra tay phải hắn ẩn chứa âm dương sông ngư không chút do dự hung hăng vũ về phía trước một chưởng này đánh vào hư không nhưng vẫn tạo ra âm thanh ầm ầm một chưởng này ẩn chứa đạo niệm và nguyên lực của vương lâm hóa thành một cơn phong bạo nổ tung phịch một tiếng chấn động cả thiên địa. Huyết quang bên ngoài thân thể đồng tử đầu to lập tức sụp đổ, sắc mặt của gã tái nhật. Một trưởng thần thông kia tuy đánh vào hư không, nhưng cũng quỷ dị phân ra hai luồng hát bạch dị khí. Bạch khí thì nhảy vào trong hư không, kỳ dị tiến vào trong cơ thể đồng tử đầu to, công kích thẳng vào nguyên thần. Cả đời tu đạo, đồng tử đầu to chưa bao giờ gặp được thần thông đáng sợ loại này bạch khí kia không ngờ vỡ tan trong cơ thể của gã, dẫn động toàn thân tiên nguyên tan rã. nhưng mà chân chính làm cho đồng tử đầu to hít một hơi sâu là hắc khí kia. hắc khí vận quanh ngoài thân thể của gã lưu chuyển, lập tức khiến cho da ngoài thân của gã nháy mắt xuất hiện nếp nhăn, đại lượng sức sống điên cuồng trôi đi. biến hóa này khiến cho đồng tử đầu to kịch liệt chấn động. ngoại trừ bị vương lâm phá hủy thần thông, một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trong hư không truyền lại đánh mạnh vào thân thể của gã thân mình gã như một đạo sao băng từ chân trời lao xuống, nhảy mắt đánh thẳng vào trên mặt đất. Cảnh tượng này bị những tu sĩ còn thanh tĩnh trên chu thức tinh nhìn thấy, lập tức trở nên kích động. Một số vốn đang bị thần thức của đồng tử đầu to chấn động, lúc này cũng dần thức tỉnh. Cũng không biết là ai bắt đầu, đạo đạo kiếm quang đều từ trong các môn phái mà bay ra, bay thẳng đến bên cạnh chiến trường. Dần dần ngày càng có nhiều tu sĩ hóa thành các đạo kiếm quang bay tới. Trong số này có chu Vũ Thái, cô Vân Tước Tử, Lúc này đây, cách chỗ Vương Lâm và đồng tử Đậu to giao chiến không xa, có một tòa hoàn thành phạm nhân. Một lão già đầu đã bạc trắng, hai mắt tù mù. Hiển nhiên trước đó đã bị đồng tử Đậu to đã thương. Nhưng mà lão vẫn dễ dụa, tán ra thần thức, chặt chẽ quan sát trận chiến trên hư không. Đời mà lão ở là một căn mật thức, phía trước mặt có một bức tranh giấy đã ố vàng. Trên bức tranh này là một lão già hiền lành, dưới bức tranh còn có một linh bài, trên đó có khắc một hàng chữ. Vương thị gia tộc, tổ tiên vương trác chi linh. Lại nói tới đồng tử đầu to, gã chỉ cảm thấy một cổ công kích cực kỳ mạnh mẽ ập tới, toàn thân phát ra âm thanh bang bang, thân mình cấp tốc lao thẳng về phía mặt đất, trong lòng hoảng sợ. Tiên nguyên trong thân thể cấp tốc xoay tròn, hai tay nhanh chóng điểm xuống nhiều chỗ trên thân mình, rốt cuộc khi thân mình của gã bị đánh sâu vào trong mặt đất mấy trăm trượng, thì gã phẫn nộ gầm lên một tiếng, hai tay bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức trong cơ thể của gã bộc phát ra một cổ tiên lực vô biên. Tiên lực này cực kỳ nồng đậm, hình thành một cái tấm lưới lớn trước người của gã. Tiên thuật thiên linh Võng Dưới sự gầm vang giận dữ của đồng tử đồ to, cái tấm lưới trước người đón gió mà bành trướng lên, phút chốc đã hóa lớn thành trăm trượng hướng về vương lâm chụp tới. Thần sắc của vương lâm vẫn lạnh như băng, ánh mắt lộ ra hàng ý, thân mình không chút nào dừng lại, bước đến gần đại võng do tiên lực ngưng tụ kia, thân mình hắn nhoáng lên sống gần dưới chân xuất hiện nháy mắt đã biến mất sắc mặt của đồng tử đầu đồ to tái nhợt ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ vừa rồi gã cả cảm giác có chút không thích hợp huyết đụng của mình chính là thần thông có tốc độ nhanh nhất trong gia tộc trả giá bằng sự tổn hại tu vi tốc độ vượt xa thú di nhiều lần trước đây gã rơi vào nguy hiểm sinh tử nhưng nhờ huyết đụng này mà chạy thoát được nhưng lúc này đây hứa mộc không biết sử dụng thần thông gì mà không ngờ nháy mắt liền vượt qua tốc độ của chính mình cảnh tượng này khiến cho gã hùng bay phách lạc không kịp nghĩ nhiều lúc này lại thấy đối phương lại thi triển thần thông này lồng tóc toàn thân lại dựng đứng hết cả lên tiên nguyên toàn thân vận chuyển từ trong cơ thể bạo phát mà ra chỉ thấy trong cơ thể của đồng tử đầu đồ to này đột nhiên phun ra một tảng xương trắng lớn mang xương này vừa mới ly thể thì lập tức hóa thành gió lốc Mảnh liệt gào rích quét ra xung quanh thân thể của gã bóng dáng vương lâm biến ảo mà ra song chỉ tay phải biến thành kiếm chém xuống hơn 10 đạo trảm lao quyết hóa thành một đánh thẳng vào lốc xoáy tiên khí kia tạo ra một tiếng ầm vang đồng tử đầu đồ to toát cả mồ hôi lạnh thân mình kịch liệt chấn động lui về phía sau đối với bóng dáng như xuất quỷ nhập thần của vương lâm khiến đáy lòng gã cực kỳ sợ hãi đó là chưa nói đối phương còn chưa thi triển thiên lôi thần thông đáng sợ kia nghĩ đến thiên lôi thần thông sự sợ hãi trong mắt đồng tử đầu to càng đậm đang lui về phía sau lập tức lo lắng hù lớn hứa mộc ta chưa hề giết một ai trong này cả ngươi làm gì mà bất ngờ như vậy chứ thần sắc của vương lâm lạnh lùng dừng chân lại sắc mặt của đồng tử đầu to lộ ra vẻ vui mừng lập tức lao thẳng về phía chân trời trong miệng hô lớn hứa mộc đạo hữu ta và ngươi không phải là kẻ thù việc này là do tại hạ lỗ mãn ta đi ngay đây Tim của gã không ngừng đập nhanh, lúc này đây mới chính là nguy cơ sinh tử. Đấy lòng gã thầm thề rằng nếu chạy thoát thì nhất định chạy thẳng về đại bản doanh của La Thiên Tinh Vực ở tại liên minh tinh vực này và trần thân phận của hứa mộc. Hứa mộc, thù hận hôm nay ta nhớ kỹ, lúc này ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt ở La Thiên Tinh Vực này. Đến lúc đó hả, những tiền bối như huyết thần tử sẽ đuổi giết tên phản đồ như ngươi. Ta sẽ nhìn xem ngươi làm sao có thể chạy trốn được đây. Dù là sư huynh thanh thủy của ngươi đến lúc đó hả Cũng không bảo vệ được cho ngươi đâu Đồng tử đầu to nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà thần sắc không dám lộ ra chút nào. Tốc độ của gã cực nhanh, nháy mắt đã lao thẳng tới cuối chân trời. Mắt thấy đã tới gần tầng cương phung, chỉ cần thoát ra bên ngoài. Dưới con mắt chứng kiến của mấy trăm tu sĩ, tên hứa một này tuyệt đối sẽ không dám ra tay nữa. Trên mặt vương lâm lộ ra vẻ cười lạnh, tâm tư của đồng tử đầu to hắn biết rõ ràng. Lúc này đây, tay phải của hắn nâng lên, lập tức một trận âm thanh như tiếng chuông đột nhiên vang lên Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể của Vương Lâm, hư ảnh đại đỉnh của cổ thần lập tức biến ảo mà ra. Khoảnh khắc khi cổ thần đỉnh xuất hiện, Vương Lâm không nhanh không chậm, bình tĩnh, nói Khoảng dị Trong khoảnh khắc, đồng tử độ to đang bỏ chạy, lập tức trên người lóe ra u quan. U quan này xuất hiện quá mức đột ngột, khiến cho đồng tử Đậu to ngẩn ra, nhưng mà lập tức ánh mắt của gã liền lộ ra vẻ kinh hãi ngập trời. Thân mình của gã khoảnh khắc tiêu tan, vị trí của gã và vương lâm đổi cho nhau nghịch chuyển thiên địa ta đã nói của ta ở đây ngươi chạy không thoát được đâu giữa không trung vương lâm hướng về phía đồng tử đầu to mà đi tới hàng quan trong mắt càng đậm đấy lòng đồng tử đầu to chua xót theo vương lâm từng bước đi lại một loại cảm giác không thể kháng cự lại điên cuồng từ đấy lòng lan tràn trong mắt của gã, Vương Lâm đang từ phía trước đi lại đã như hóa thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Tâm thường gã chấn động, hung hăng cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra hung quang. Nhanh chóng lui về phía sau, hai tay đồng tử độ đồ to bấm quyết, trong miệng ngâm khẽ một đạo chú văn cổ quái. Một cổ khí âm trầm lập tức quét ngang thiên địa tràn ngập khắp nơi. Hứa mộc, đây là do ngươi bất ta! chú văn trong miệng đồng tử đầu đồ to thu lại lập tức từ trong không trung có vô số phụ văn bán trong suốt lóe ra một đám phụ văn này đều tản mát ra khí thức âm trầm sau khi xuất hiện lấy tốc độ cực nhanh không phải để đánh về phía của vương lâm mà nhanh chóng chui vào trong cơ thể của gã một trận âm thanh thống khổ từ trong miệng của đồng tử đầu đồ to truyền ra gã biết hết thể pháp bảo và thần thông của chính mình ở trước mặt vương lâm đều không có chút tác dụng nào nhất là gã càng bất an hơn khi đối phương đến giờ vẫn còn chưa thi triển cái thiên lôi thần thông mà tâm thần gã luôn cảm thấy sợ hãi phản phước như hết thảy đều bị đối phương dự liệu được trước hết thảy phản kháng của mình trong mắt đối phương đều rất nhỏ bé không chút đáng kể nào cái loại cảm giác này khiến da đầu của gã rung lên thậm chí có tính toán độ hàng chỉ có điều gã lại không cam lòng lúc này gã muốn đem tiên thuật mạnh nhất của bản thân mình thi triển ra theo những phụ văn này tiến nhập vào trong cơ thể thân mình đồng tử đầu to lập tức trở nên héo rũ dường như tất cả tinh hoa huyết nhục toàn bộ ngưng tụ lên đầu gã vốn thân mình bé nhỏ lúc này thi triển thần thông quỷ dị này thân mình của gã càng thêm nhỏ gầy không khác gì một bộ hài cốt nhưng mà cái đầu to của gã lại càng lớn hơn khiến cho người ta nhìn vào cũng phải kinh hãi cái đầu cực lớn làm cho tướng mạo của đồng tử này cực kỳ dữ tợn những cái gân xanh kéo dài từ cổ lên như một con dung mấp máy nhìn rất đáng sợ. Nếu có phạm nhân nào ban đêm nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị hù cho chết khiếp. Tên đồng tử đầu to này vốn không có nhiều tóc, lúc này khi thi triển thần thông quỷ dị lại khiến cho những sợi tóc trên đỉnh đầu bốc ra, làm cho cả người của gã thoạt nhìn không có sợi tóc nào cả. Một tiếng thét dài bén nhọn vang lên, hai tay tên đồng tử đầu to này bắt pháp quyết, nhất tề điểm vào phía trên hai tay hai mắt mở trừng ra nhìn chằm chằm vào vương lâm dữ tợn quát tiên ma thuật cân động khoảnh khắc khi tiếng thét này vang lên tiếng nổ bang bang truyền ra chỉ thấy vô số gân xanh trên cái đầu cực lớn của đồng tử này mấp máy không ngờ nháy mắt đã lao ra khỏi da đầu ra ngoài hóa thành những con độc xà xanh hùng nhanh chóng giao vào nhau kéo dài vô tận giống như một cây cung bằng thịt đánh thẳng về phía của vương lâm Thần sắc Vương Lâm vẫn như cũ, sở dĩ hắn không thi triển đại thần thông là vì tên đồng tử đầu to này còn có tác dụng khác. Nếu mà thi triển đại thần thông thì với tu vi của hắn giết người này là quá dễ dàng, nhưng cũng không cách nào tránh cho gã bị tổn hại quá nhiều. Mà khác, người này còn có một thân phận khác, đó là Tam Thập Lục Thiên Cương Tiên. Vương Lâm còn chưa muốn đoạn tuyệt quan hệ với La Thiên Tinh Vực, nếu là giết một tu sĩ bình thường thì cũng không sao Nhưng mà giết một thiên cương tiên Nhất là ở bên ngoài chu Thức tinh Còn có mấy trăm tu sĩ la thiên tinh vực Dưới tình huống này mà giết gã thì quả là thiếu khôn ngoan Nhưng mà với tính cách của Vương Lâm Nếu là trêu chọc đến mình Quả quyết không có khả năng buông tha được Hán trong lòng đã có ý tưởng vẹn cả đôi đường Tên đồng tử đậu to đã trở nên điên cuồng Trước đây đồng tử đậu to gặp vô số bi kịch Khi mà gã sinh ra thì thân mình bé nhỏ Lại có cái đầu to nên thời còn niên thiếu thường xuyên là đối tượng để bè đồng lứa cười nhạo. Nếu chỉ như vậy cũng thôi đi, ngoại trừ thân thể bên ngoài bị dị tật, lại trời sinh dốt nát, nụ cười ngốc nghếch lúc nào cũng hiện lên trên mặt. Mẹ của gã cực kỳ chán ghét, thường không để ý tới gã. Thời thơ ấu, gã vượt qua đủ loại khinh thường, nhục nhã và chửi rủa. Chỉ có điều hết thảy những điều này, gã cũng không cảm nhận sâu sắc. Cả ngày luôn luôn cười ngây ngô. Thiên tư của gã lại không thể tu đạo, khi 15 tuổi đã bị gia tộc đuổi đi, không hề được viết vào trong gia phả của gia tộc. Nhưng ai cũng không ngờ, sau 500 năm, gã lại về lại gia tộc. Bộ dáng của gã không biến hóa quá nhiều so với năm đó. Trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười ngu ngốc, nhưng Tu Vi lại đã đạt tới vấn đỉnh. Biểu hiện như vậy lập tức được gia tộc coi trọng, từ đó về sau được liệt vào hàng ngũ tinh anh trong gia tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua thêm ngàn năm, tên đồng tử đầu to này Tu Vi đột nhiên tăng mạnh, cũng đạt tới dương thực đỉnh. Ấn tượng trong tuổi thơ khiến cho tính cách của gã cũng bị lệch lạc. Trong gia tộc của gã, thời gian ngàn năm này, nhiều người bị gã hành hạ đến chết, bất kể là nam hay nữ, toàn bộ đều chết trước thi thảm. Việc này gã thực hiện cực kỳ cẩn thận, nếu không ra tay thì thôi, nếu ra tay thì tuyệt đối cam đoan không ai có thể tra ra chút manh mối nào. Nhưng 30 năm trước, trong một lần hành hạ đến chết một người, gã cũng rốt cuộc bị gia tộc phát hiện, không dung túng nổi bị một vị lão tổ tu vi khuy niết sơ kỳ tự mình ra tay đuổi giết một trận chiến này nguyên tất cả các tộc nhân đều cho rằng gã cửu tử nhất sinh nhưng cuối cùng gã cũng bộc phát ra tu vi đã đạt tới khuy niết kỳ hơn 10 năm trước gã đã đột phá khuy niết kỳ nhưng vẫn ẩn nhẫn lúc này tu vi mới bùng nổ đánh một trận với lão tổ cuộc chiến này lão tổ chết đồng tử đầu to trọng thương bỏ chạy từ đó về sau không còn chút tin tức nào về gã nữa Mãi cho đến cuộc chiến phùng tiên, người này mới suốt tràn, khiến cho nổi lên một hồi sống gió trong gia tộc. Hồi tưởng cuộc sống của chính mình hung quang trong mắt đồng tử đầu to càng đậm, trong tiếng gào thét mang theo cái đầu cực lớn, lao ra, theo những sợi gân đang xen vào nhau. Mang theo khí tức cuồng bạo, phản phức như xé rách cả thiên địa, lao thẳng về phía của Vương Lâm. Đồng thời với tiên khí tràn ngập còn ẩn chứa một cổ ma khí bên trong, nháy mắt khi lao về phía Vương Lâm, chúng bỗng nổ ầm một tiếng, vô số sợi gân đang xen vào nhau tạo thành một cây cung thịt bỗng nhiên tàn nát hóa thành vô số sợi tơ mảnh hình thành cái dạng lưới tràn tới người của vương lâm trong mắt vương lâm bình tĩnh cười lạnh há miệng phun ra một vật vật ấy chính là phun tiên ứng ứng này sau khi xuất hiện lập tức phát ra kim quang chói mắt chỉ trong phút chốc hơn 10 vạn kim phụ biến ảo mà ra hình thành một đảo kim sắc lốc xoáy quét thẳng về phía trước những sợi gân đang xen nhau lập tức tràn ra quấn quanh phun tiên ứng nhưng mà những phụ văn màu vàng cũng trực tiếp lao ra, điên cuộn tiến vào trong những sợi gân đang xen nhau này. Mỗi khi tiếp xúc sẽ hình thành một đạo phong ứng. Nhất là mấy phụ văn màu vàng có dung nhập nguyên thần của tu sĩ lại cực kỳ hung mảnh. Khi hạ xuống liên tạo nên âm thanh ầm ầm quanh quẩn. Mỗi phong ứng này nhưng còn mạnh mẽ gấp trăm lần những phong ứng bình thường. Gần như chỉ trong nháy mắt khi cơn lốc màu vàng tràn ngập, toàn bộ thân mình của đồng tử độ to cũng phát ra kim quang, bị hoàn toàn phong ứng lại. Một tiếng rít gạo vang lên, hai mắt tên đồng tử đầu to lộ ra hồng mang, lập tức dễ dụa, tạo ra những âm thanh bang bang. Vô số phụ văn sụp đổ. Ngay lúc này, thân mệnh Vương Lâm chuyển động. chân phải Vương Lâm bước ra, dưới chân xuất hiện sống gận. Sau khi tiến hai bước, hư không dưới chân phản phước như bị thu nhỏ lại. Coi như thiên địa này, bất kỳ chỗ nào cũng chỉ cần bước ra một bước, đã đạt tới được. Xúc địa thành thúng. Bước tiếp theo, Vương Lâm xuất hiện bên cạnh đồng tử đầu to hai ngón tay phải hắn kết thành kiếm chỉ đạo niệm và nguyên lực dung hợp đâm ra liền có âm dương sông ngư biến ảo một chỉ này điểm xuống liền có hát bạch nhị khí vần quanh theo ngón tay vương lâm trực tiếp xuyên qua từng từng phong ứng phụ văn màu vàng những phụ văn này nháy mắt khi ngón tay vương lâm tiến tới lập tức nhường đường khiến cho sông chỉ của vương lâm bừng sáng ứng xuống mi tâm của đồng tử đầu to trong mắt của đồng tử đầu to hiện lên vẻ hoảng sợ không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau. So với tốc độ của Vương Lâm thì hành động của gã thực sự là quá chậm. Lúc này gã chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên, một cỗ rung động từ trong cơ thể bùng nổ. Hát bạch nhị khí vườn quanh toàn thân, khiến cho cái đầu cực lớn của đồng tử đầu to lập tức như sụp đổ. Nhanh chóng thu nhỏ lại, những sợi gân đang xen nhau kéo dài ra giờ phút này cũng gấp tóc co rút lại. Trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi này không phải là gã phun ra tùy tiện mà nhằm thẳng về phía thân thể Vương Lâm. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa tiên khí nồng đậm, nếu bị những giọt máu này rơi vào trong người, thân thể Vương Lâm sẽ lập tức tan ra. Dù sao tu vi của tên đồng tử đầu to này cũng không tầm thường, là bước thứ hai tu đạo khuyên niết kỳ. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, căn bản không chút biến đổi. Khoảnh khắc khi máu tươi kia tới gần, trong miệng hắn lại ngâm khẽ. Định, lấy tu vi khuy niết sơ kỳ để thi triển uy lực của định thân thuật đã vượt xa dĩ vãng đáng nói chính là khoảnh khắc khi vương lâm thi triển định thân thuật tiên độ tiên nguyên do thanh thủy lưu lại trong cơ thể của hắn cấp tốc xoay tròn một tia tiên nguyên lực từ trong cơ thể của hắn nhanh chóng bay ra dung nhập với thiên địa lập tức khiến cho định thân thuật này đạt tới một trình độ mà từ khi vương lâm học được tiên thuật này chưa từng đạt tới dưới một chữ định này toàn bộ máu tươi bắn đến lập tức đương trường dừng lại giữa không trung không chỉ có mỗi tiên huyết này mà ngay cả đồng tử đầu to đang nổi lên sự sợ hãi trong ánh mắt vẫn không nhúc nhích được từ trước tới sau vương lâm thủy chung vẫn luôn bình tĩnh thân mình nhoáng lên lách sang một bên tránh đi máu tươi Sông chỉ như tia chớp đặt lên mi tâm của đồng tử đầu to thân mình của đồng tử đầu to trực tiếp bị hất tung lên trên người nhiều chỗ tuôn ra máu tươi cho đến tận lúc này uy lực của định thân thuật vẫn chưa tiêu tan vương lâm lại bước ra một bước rồi đuổi theo nhưng mà đúng lúc này thân sắc của hắn hơi đổi bên trên tinh không đạo đạo kiếm quang gào rít mà xông tới đúng là do mấy trăm tu sĩ la thiên tinh vực ở bên ngoài chu thức tinh phát hiện có điều không ổn nên nhất tề xung vào cả đám tu vi cao thâm phá vỡ cương phong lao thẳng xuống chu thước tinh những người này xuất hiện lập tức hình thành một cổ uy áp khó có thể tưởng tượng được những tu sĩ trên chu thức tinh chưa từng thấy được nhiều tu sĩ đại thần thông như vậy lúc này đều ngây ngốc Khoảnh khắc khi những tu sĩ La Thiên giáng xuống, sau khi thấy được trận chiến giữa Vương Lâm và đồng tử độ to, thì toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Thân mình Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẫn hết sức lao theo. Tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức tiên bảo thiên hổ kỳ do viêm lôi tử ban tặng, đại biểu thân phận chính phẩm lôi tiên trực tiếp bị hắn tung ra. Thanh cờ này chật lóe lên, lập tức vang lên một tiếng hổ gầm kinh thiên. Đồng thời bên trên tràn ngập tử vân, hóa thành một đồ mảnh hổ, hướng về phía mấy trăm tu sĩ La Thiên gầm rít. Bản tiên cùng người luận bàn, các người thủ hộ ở bên ngoài, kẻ nào trái lệnh, chém! Vương Lâm vẫn không quay đầu lại, hết sức lao tới. Sông chỉ đặt lên mi tâm của đồng tử đầu to, âm một tiếng. Thân hình của đồng tử đầu to trực tiếp từ giữa không trung bắn xuống mặt đất. Mặt đất xuất hiện một hố rất sâu, mặt đất xung quanh cũng phải rung rẩy mấy trăm tu sĩ la thiên phía trên không trung lập tức có người nhanh trí không chút do dự nhanh chóng thối lui về phía sau Đấy lòng không ngừng kêu khổ sớm biết như vậy thực sự không nên tới xem rồi hai đại tiên sứ chiến đấu hiển nhiên bọn họ không có tư cách tham dự có người đi đầu lục tục toàn bộ đám tu sĩ này liền cẩn thận lui về phía sau trước sau bay ra khỏi chu thức tinh cũng không dám can dự vào chuyện này nữa cảnh tượng đảo ngược này khiến cho những tu sĩ trên chu thức tinh đáy lòng đều hiểu ra chu tước lão tổ vương lâm có địa vị cực cao trong đám tu sĩ la thiên này vương lâm hạ xuống mặt đất nhìn đồng tử đầu to ở trong hố sâu lúc này uy lực của định thân thuật dĩ nhiên đã tiêu tan rồi sắc mặt của đồng tử đầu to đắng bệt toàn thân nhiễm đầy máu tươi ánh mắt nhìn về vương lâm cực kỳ sợ hãi vương lâm lạnh lùng nhìn đồng tử đầu to nâng tay phải lên lập tức thành quang lóe ra chỉ thấy trên tinh không chu tước tinh đột nhiên xuất hiện tảng lớn lôi vân từng đạo lôi quang lóe lên phản phất như bị người ta khống chế nhanh chóng thoát ly khỏi lôi vân đi thẳng tới tay phải của vương lâm trong chốc lát trên tay phải của vương lâm liền ngưng tụ ra một lôi cầu phát ra âm thanh bang bang lại có vô số điện quang hình cung tản ra xung quanh phản phất như thiên địa chi lôi đã bị vương lâm nắm giữ hết trong tay vậy nháy mắt khi nhìn thấy lôi quang này thân mình của động tử đầu to không ngừng run rẩy một cảnh tượng khiến cho gã rung lên như cầy sấy lại xuất hiện trong não Lúc này đây gã đã thực sự triệt để sợ hãi Hứa huynh, gần hai ngàn năm ta không ngừng tu đạo Chuyện gì cũng hãy từ từ Chỉ cần không giết ta, hết thảy yêu cầu ta đều đồng ý Đồng tử trong hai mắt của đồng tử đầu to co rút lại Nhìn về phía lôi cầu Chua xót nói Gã cũng thực sự không phải ngu dốt Đến một trận với Vương Lâm Từ đầu tới cuối Đối phương không thi triển đại thần thông gì Hiển nhiên không phải hoàn toàn muốn giết mình Nó không chừng có thể thực sự thoát được một kiếp này Là chú thích nha cái từ đồng tử giống như câu vừa rồi Đồng tử trong hai mắt của đồng tử đầu to co rút lại Thì cái này là từ đồng âm nhưng mà khác nghĩa Cái từ đồng tử đầu tiên là nói về cái con mắt đó. Rồi cái cái đồng tử thứ hai là nói về một cái đứa bé Đồng tử đầu to là đứa bé đầu to Rồi tiếp tục Tôi cần một tin tôi chứ. Vương Lâm bình tĩnh nói Đồng tử đầu to trầm mặt rồi nói Ta tiến nhập thăng tiên trị Đã hóa đi ý cảnh Không thể xuất đạo niệm không cần, ta có một pháp thuật Nếu ngươi cam tâm tình nguyện thì không có chút phương hại nào cả Nhưng nếu đấy lòng ngươi có ý đồ khác Pháp thuật này tiêu tan thì ngươi lập tức bỏ mạng Vương Lâm nói xong nâng tay phải lên Một ấn ký cổ quái ngưng tụ trong tay Tiên độ trong cơ thể của hắn lập tức xoay tròn Một tia tiên lực tràn ra Theo tay phải của Vương Lâm dung nhập vào trong ấn quyết kia Kim quang lóe ra, một ấn quyết màu vàng nhạt từ tay phải Vương Lâm xuất hiện, năm đó từ trong ngọc giảng của tiên đế thanh lâm ngoại trừ phương pháp luyện chế tiên vệ còn có một số pháp thuật thao khống phong ứng chẳng qua những pháp thuật này vương lâm đã từng thi triển nhưng hiệu quả lại không được cường đại như trong ngọc giảng ghi chép thậm chí nô ứng của lý nguyên trong ngọc giảng của tiên đế thanh lâm cũng thoáng nhắc tới một chút sau khi vương lâm phân tích thủy chung vẫn không rõ ràng mãi cho tới khi biết được tiên nguyên tồn tại hắn mới hiểu ra loại pháp thuật phong ứng này tức cần phải có tiên nhân thi triển nếu không, không có tiên nguyên thì tự nhiên không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Lúc này đây điều động tiên nguyên trong cơ thể hình thành ấn quyết. Hoàng ấn quyết chợt lóe lên, lập tức ấn vào mi tâm của tên đồng tử đầu đồ to. Nhảy mắt này, Vương Lâm có cái loại cảm giác chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khiến cho đồng tử đầu đồ to này tử vong. Hắn hơi trầm ngâm, biết rằng phong canh thuộc này khác với tiên vệ. Rất hiển nhiên, ở chỗ tiên đế Thanh Lâm, tiên vệ khôi lỗi thuật là một loại thần thông bắt chước cổ thần, còn phong ứng thần thông là một loại thủ đoạn nghiêm khắc để khống chế tôi tớ. Bản chất hai loại này rất khác nhau, tiên vệ chú trọng đến cường độ thân thể, thần thông chỉ là thứ yếu. Một khi luyện chế thành công thì cả đời sẽ không phản bội, trừ khi người thi pháp nguyện ý giải thoát. Mà phong ứng thần thông thì không tính là hoàng mỹ, phàm là thần thông thì không thể vĩnh viễn. Theo thời gian, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chắc chắn sẽ có ngày bị phá giải. Đối với cái điểm này Vương Lâm rất rõ ràng. Phong ứng ấn xuống mi tâm của đồng tử đầu to khiến cho toàn thân gã run rẩy. Toàn bộ tiên nguyên nháy mắt vận chuyển. Trên nguyên thượng không ngờ cũng ảo hóa ra một đạo phong ứng giống vậy như đúc. Gã thở sâu mang theo nụ cười thảm bò dậy cung kính đứng một bên thấp giọng nói. Tham kiến chủ nhân. Vương Lâm nhìn kỹ đồng tử đầu to bình thản nói đi ra ngoài ăn bài đám tu sĩ la thiên kia đi còn ngươi thì ở lại chỗ này đồng tử đầu to vội vàng xưng dạ thầm than một tiếng thân mình nhảy lên lao thẳng về phía chân trời vương lâm nhìn mặt đất quen thuộc xung quanh ánh mắt lộ ra vẻ đang hồi tưởng nơi này là nơi mà hắn sinh ra là gia hương là nơi mà hắn lần đầu tiên bước chân vào con đường tu đạo để lại cho hắn rất nhiều ký ức rời khỏi nơi này mấy trăm năm lần này trở về trong lòng vương lâm cũng có phiền muộn đó là một loại tâm tình rất phức tạp, rất khó diễn tả được. Không biết những người năm đó còn có thể gặp được ai đây? Thần sắc Vương Lâm trầm xuống. Phía sau hắn một hư ảnh nhoáng lên, tháp sơn bước ra, đứng phía sau Vương Lâm trầm mặt không nói. Vương Lâm cứ như vậy nhìn quê hương quen thuộc, sự phiền muộn trong lòng mỗi lúc một đậm. Không lâu sau, đồng tử đầu đồ to từ trên trời hạ xuống, đồng dạng cũng đứng sau Vương Lâm, thân sắc bình tĩnh, trên bầu trời có mấy đạo trường hồng gạo rít chỉ thấy xa xa có hai đạo tốc độ nhanh nhất gần như chỉ trong nháy mắt đã tới gần hai đạo trường hồng này chính là chu vũ thái và vương Thức tử mang theo phiền muộn vương lâm bước về phía trước một bước cả người biến mất tại chỗ chỉ lưu lại một đạo thần niệm truyền vào trong tay của vương thước tử và chu vũ thái không ngừng quanh quẩn bên trong tâm thần của hai người ta muốn yên tĩnh một thời gian khoảnh khắc khi đạo thần niệm này truyền vào tâm thần Chu Vũ Thái đang ở giữa không trung bỗng nhiên chấn động. Đạo thần niệm này rất nhẹ, nhưng mà khiến cho tâm thần của gã rung động kịch liệt, như có một cảm giác đối mặt với cả thiên địa. Đấy lòng không chỉ lập tức trở nên cung kính, mà càng nhiều là sự phức tạp. Không nghĩ tới, sau mấy trăm năm, hắn đã cường đại tới trình độ như vậy rồi. Chu Vũ Thái dù sao cũng là Chu Thức Tử, rất nhanh áp chế sự rung động trong lòng, thầm than một tiếng, cách không ôm quyền hướng về phía vân Thức Tử, rồi xoay lưng dẫn người đi. Còn về phía Vân thước Tử thì vẻ phức tạp trong mắt của ông ta càng đậm. Thần niệm của Vương Lâm đồng dạng khiến cho tâm thần của lão kịch chấn. Hồi tưởng lại tiểu tử năm đó, hiện tại đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được. Lão thở dài như nhìn thấy lại thương ảnh người thanh niên trẻ tuổi giúp trả tiền rượu cho mình ở trong tiểu lâu năm nào. Hồi tưởng lại sự tranh đua với Chu Thức Tử, cuộc chiến giữa tiên di tộc và Chu Thức Quốc năm đó, lúc này nhìn lại như gió thoảng mây bay, thực sự quá nhỏ nhặt không đáng kể. Không ai bảo ai, cả Chu Vũ Thái và Vương Thức Tử đều phong tỏa tin tức Vương Lâm trở về. Trừ bỏ một số tu sĩ còn thanh tĩnh trước trận chiến ra, tuyệt đại bộ phận mọi người cũng không biết rằng ở Chu Thước Tinh này, Vương Lâm đã trở lại. Sở dĩ hai người bọn họ làm như vậy là bởi vì phát hiện ra trong đạo thần niệm của Vương Lâm lộ ra sự phiền muộn. Hắn cần sự yên tĩnh, không muốn bị người ta quấy rầy. Nhiều ngày sau, trên một quan đạo uống lượng, Vương Lâm nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh, chậm rãi đi về phía trước. Hắn bước đi không nhanh, cả người lộ ra một cổ cảm giác rất cô độc. Bầu trời đã về chiều, khiến cho bóng nắng của hắn dài ra trên mặt đất. Trên người Vương Lâm bị ánh trời chiều chiếu rọi lộ ra một cổ cô độc. Từ xa nhìn lại, Vương Lâm không giống như một thanh niên, mà trông giống như một lão nhân tan thương đã nhiều năm buông ba xa xứ. Phía sau hắn, Tháp Sơn và đồng tử độ to lẳng lặng đi theo. Thân sắc của Tháp Sơn không có nửa điểm biến hóa gì. Chức trách của gã là thủ hộ cho Vương Lâm, nếu có người có địch ý với Vương Lâm thì gã sẽ là người đầu tiên xuất thủ. Trái lại đồng tử đầu to thì lại trầm mặt, nội tâm phức tạp, suy nghĩ không ngừng. Vương Lâm thông thả đi về phía trước, hết thể xung quanh khiến cho hắn từ chỗ xa lạ nhìn ra một chút quen thuộc. Trong trí nhớ của hắn, quan đạo này vốn là một con đường nhỏ đi về gia hương hắn. Nhưng lúc này cũng là thế sự xoay vần, mọi thứ đã không thuộc về mình nữa. Cứ đi tới như vậy, sự phiền muộn trong lòng Vương Lâm càng đậm, trong mơ hồ hắn nhìn đến tận cuối cùng quan đạo này. Nơi đó có một tòa thành khổng lồ, bên trong đầy những âm thanh huyên náo. Bên trên cổng thành có gắn một cái biển chắc chắn, trên đó có viết ba chữ rất lớn, Hoàng Tổ Thành. Cách thành trì này xa xa, Vương Lâm dừng bước, kinh ngạc nhìn lại. Cảnh tượng gia hương năm đó hiện lên trong mắt. Giọng nói, dáng điệu, nụ cười của cha mẹ xâm chiếm toàn bộ tâm thường hắn. Đuổi thay mà trên mặt vương lâm lộ ra một tia bi ai thành trì trước mắt hắn khiến cho hết thảy những gì mà hắn ghi nhớ của hắn đều tan biến một trận âm thanh vó ngựa và bánh xe dằn lên mặt đường vang lên phía sau khi vương lâm đang trầm mặt khiến cho mặt đất hơi chấn động không lâu sau một đội xe ngựa chậm rãi đi đến đội xe ngựa này rất bình thường phía trước có mấy người cưỡi ngựa mở đường nhanh chóng chạy đi phía sau là mấy cái xe ngựa trước thùng xe trên một chiếc xe ngựa có ngồi một lão già đầu bạc lão già này hai huyệt thái dương nhô cao hai mắt như điện hiển nhiên là một cao thủ trúng võ lâm thỉnh thoảng lão già nâng roi ngựa lên khiến cho tốc độ của xe này chạy lại nhanh hơn khi đi qua người vương lâm lão già tùy ý quay đầu nhìn ba người vương lâm một cái rồi thu hồi ánh mắt lại nhanh ngang đi qua thường sắc vương lâm phức tạp sau khi cái đoàn xe đi qua vẫn chậm rãi đi về phía trước bên trong cổng thành có hộ vệ phụ trách tra xét lũ dẫn nếu không có lũ dẫn thì không thể đi vào. Việc này tự nhiên sẽ không bị Vương Lâm để ý. Đi qua thủ vệ tiến vào trong thành mà không ai có thể phát hiện ra được. Sau khi đi vào, đường xá xung quanh đông đúc, các loại cửa hàng cửa hiệu săn sát nhau, nhìn qua rất ồn ào. Mang theo vẻ cô độc, Vương Lâm chậm rãi đi tới. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cảm thấy rất xa lạ. Hết thể đều đã thay đổi rồi. Vương Lâm đứng trước một cửa hàng, trong mắt hiện lên vẻ ngẩn ngơ, Hắn nhớ rõ năm đó nơi này có một cây hòe cổ thụ, dưới tàn cây có một tảng đá. Thời còn thiếu niên hắn thường ngồi ở chỗ này mà đọc sách. Hắn còn nhớ rõ người đã thay đổi cả cuộc đời mình. Tứ thúc, khi mang cho hắn hy vọng tu tiên là ngày mà hắn đang ngồi trên tảng đá đó, ngẩn người nhìn bầu trời xanh thẳm. Khi đó hắn rất muốn biết thế giới bên ngoài ra sao, nhìn cửa hàng nơi đây vương lâm trầm mặt. Thời gian mấy trăm năm nháy mắt qua đi, đối với người tu chân mà nói có lẽ là không lâu, nhưng đối với phạm nhân thì chính là một cuộc bể dâu. Chắc là do hắn đứng chỗ này quá lâu, một tiểu nhị ở bên trong cửa hàng câu mày đi ra, đang muốn quát tháo khiển trách. Nhưng mà gã liếc mắt một cái đã thấy tráng hắn tháp sơn phía sau vương lâm, nên không khỏi hoảng sợ. Một đại hắn như tháp sơn ở nơi này cũng không xuất hiện nhiều. Ánh mắt của gã đảo qua thấy được người thứ hai là đồng tử đầu to. Tướng mạo của đồng tử đầu to quái dị, rất kinh khủng. Chỉ cần liếc mắt một cái mà tiểu nhị này sắc mặt đã tái nhợt lui về sau hai bước nhìn vương lâm tự trấn định nói tiểu ca nè trong quán chúng ta bán ngọc khí á người muốn mua thì hãy đi dạo mà nếu không mua thì hãy rời đi đi đứng ị ở chỗ này làm gì vậy vương lâm như không nghe thấy cái lời của cái tên tiểu nhị này rồi hắn chậm rãi đi về phía một cái con hẻm vắng sau đó hắn biến mất không một tiếng động đến khi xuất hiện đã ở phía trong tường thành giữa phút này trời chiều hạ xuống bóng đêm bao phủ mặt đất Vương Lâm quan sát tất cả, nhất là những ngôi mộ do hữu nhân xây lên kia. Hắn quỳ xuống trên mặt đất, trong mắt không biết từ khi nào đã chảy ra hai hàng lệ. Cha, mẹ, thiệt trụ đã trở về đây. Nước mắt chảy đầy mặt của Vương Lâm, trong mắt của hắn chỉ có một sự nhung nhớ và đau đớn. Khoảnh khắc này như vĩnh hằng, thời gian chậm rãi trôi đi. Tháp Sơn và đồng tử đầu to, lần đầu tới nơi này, Tháp Sơn vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng mà cái đồng tử độ to quan sát tất cả trong mắt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Gã không biết đây là nơi nào, nhưng mà nhìn những hành động của Vương Lâm thì cũng biết được nơi đây chính là tổ trạch của hứa mộc. Đồng tử đầu to khi còn sống chưa từng biết tới một chút tình thân, nhưng mà lúc này giữa sự tĩnh lặng, trong lòng gã không khỏi nhớ tới thời thơ ấu của chính mình. Vương Lâm nhìn Linh Bài một hồi lâu, rồi chậm rãi đứng lên nhìn vào một không gian quen thuộc. Căn phòng trước mặt, như quay ngược về tới nghìn năm trước kia, cái nơi mà hắn trân trọng khắc sâu trong trí nhớ. Đẩy cửa để đi vào trong sân, âm thanh có két vang lên. Dưới ánh trăng có thể thấy trong viện tất cả đều không thay đổi. Chiếc bàn ăn vẫn như cũ, chỉ là người lại không có. Bên tai vương lâm phản phức như nghe được âm thanh từ nghìn năm trước truyền đến. Ừ, thiết trụ, sách đầy động như thế nào vậy? ơi ờ, thiết trụ nè, ngươi phải đọc sách cho thiệt tốt nha. Sang năm chính là kỳ thi lớn trong quyển rồi, Ngươi về sau có tiền đồ hay không thì phải xem kết quả lần này như thế nào Nhưng mà đừng giống như ta đây nha Cả đời này vẫn ở lại trong thôn mà Hời Được rồi, ông ngày nào cũng cằn nhăn Phải để cho ta nói nè Thiết trụ nhà chúng ta nhất định có thể thi đổ mà Thiết trụ nè, tư thúc ngươi là người tốt Vài năm nay may mắn giờ hắn trợ giúp Nên tượng gỗ của ta mới có thể bán ra tiền về sau nếu ngươi có tiền đồ thì đừng quên báo đáp tư thúc của ngươi à nha sự đau đớn lấp đầy tâm trí của vương lâm hắn từng bước một đi vào trong sân cửa phòng mở ra giờ phút này mặc dù nhìn bề ngoài vương lâm vẫn đang là thanh niên nhưng lại giống như một lão nhân ra ngoài đã lâu không trở lại trong nhà không ngừng lấy tay vuốt ve tất cả mọi thứ vương lâm sợ vách tường những cảnh tượng thời thơ ấu không ngừng hiện lên trong đầu nỗi đau trong lòng của hắn lại càng đậm nỗi nhớ cha mẹ tràn ngập toàn thân để tháp sơn và đồng tử đầu to chờ ở bên ngoài Vương Lâm ngồi một mình trong căn nhà cảm thụ hơi thở của gia đình, quên đi toàn bộ tu chân giới. Chỉ có thời thơ ấu vui vẻ và nhớ lại chính mình dưới gối hầu hạ cha mẹ khoái hoạt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh đó, thể xác và tinh thần Vương Lâm tiến hành gục rửa một lần. Hắn một mình trầm lặng, chuyện thời thơ ấu cứ nối tiếp nhau hiện ra trong đầu. Hắn lặng lặng ngồi ở một chỗ, trên mặt khi thì lộ ra vui vẻ mỉm cười, khi thì lộ ra phiền muộn bi thương. Những cảnh tượng thời thơ ấu cho tới hiện tại, hắn chỉ có thể một mình cô độc nhớ lại. Hắn vui vẻ trong cô độc, hắn tươi cười nhưng lại không phát ra thành tiếng, buồn và vui. Hai hàng lệ theo khóe mắt chảy xuống rơi trên mặt đất, lưu lại dấu vết. Ánh trăng dần dần trôi qua, ánh dương nơi chân trời bắt đầu chậm rãi xua tan bóng tối. Phụ ánh sáng xuống mặt đất, phản phức vật đuổi sau dời ánh sáng không ngừng chiếu rọi khắp hoàng tổ thành. Những tia sáng chiếu qua cửa sổ khiến cho Vương Lâm từ trong hồi ức tỉnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên nhìn thoáng qua bốn phía rồi đi ra ngoài. Tháp sơn sau một đêm vẫn đứng thẳng không hề nhúc nhích. Về phần đồng tử độ to thì sự phức tạp trong mắt ngày càng đậm. Một đêm qua làm cho hắn đã nhớ lại thời thơ ấu. Khi bị vũ nhục khiến cho hắn dây dứt, đau đớn không biết vì sao lúc đó lại không có một tia giải thoát. Hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là sự ghét bỏ của mẫu thân. Ánh mắt của mẫu thân hiện lên trước mắt, lần lượt nhớ lại tất cả, khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Chỉ có điều hiện tại hết thảy đều phai nhạt rất nhiều. Ba người vương lâm cũng không ẩn hình nên làm cho binh lính tuần tra chú ý. Những tiếng hô kinh ngạc vang vọng. Bên ngoài vách tường một đội binh lính như gặp đại địch, sát khí âm trầm lập tức vây quanh ba người. Cùng lúc đó mười người tu vi bất đồng, thấp nhất là cảnh giới trúc cơ, cao nhất thậm chí còn có tu sĩ cảnh giới hóa thần từ bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đến từng đạo thần thức nhanh chóng tỏa ra cuộn đồ lớn mật không ngờ dám xông vào nhà tổ của hoàng gia người có biết đây là tội chu di cửu tộc hay không hả ngoài tường thành vọng đến từng tiếng hét lớn nổi giận trên bầu trời kiếm quang lóe ra một đám tu sĩ tiến đến thân sắc bọn họ mang theo sự phẫn nộ giận trong mắt vương lâm xem ra bọn họ không phải làm bộ mà thực sự giận dữ Ba người các ngươi có thể không bị phát hiện khi tiến vào tòa nhà tổ dương gia, tất nhiên cũng là tu sĩ. Mặc kệ các ngươi là người môn phái nào, chẳng lẽ sư môn trưởng bối các ngươi không có nói qua cho các ngươi biết sao? Nơi đây ngoại tộc nhân của dương gia không ai được bước vào nửa bước. Người nói chuyện là một lão già đứng giữa mười tu sĩ kia, tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Tháp sừng vẫn thản nhiên không thèm liếc mắt nhìn xung quanh, đồng tử đầu to chấp mắt không nói gì. Vương Lâm thu hồi ánh mắt đang nhìn phần mộ của cha mẹ, ngẩng đầu lên nhìn mười tu sĩ đang bay trên không, liếc mắt một cái, chậm rãi, nói Mụ này là do ai xây nên vậy? Thanh âm vương lâm bình thản nhưng vang lên trong tay tu sĩ bốn phía giống như làm cho người ta có một cảm giác phải thuận theo. Loại cảm giác này đột nhiên tới khiến cho sắc mặt đám tu sĩ lập tức đại biến. Tu sĩ cảnh giới hóa thần lại càng tái nhợt. Tu vi của gã đạt tới cảnh giới hóa thần đã cảm nhận được ý cảnh, nhưng chỉ một câu nói của đối phương đã làm cho gã phải hoảng sợ giống như có một thứ lực lượng khiến cho gã không thể không trả lời. Nếu không trả lời ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt. Gần như là bản năng, gã lui ra phía sau mấy trượng, lớn tiếng, nói Nơi đây, nơi đây là do hoàng tộc xây nên, là nơi ở cũ của tổ tiên hoàng tộc. Lão tổ trù tức tình lúc nhỏ cũng ở đây. Lão nói tới đây, nhìn về phía của Vương Lâm bỗng nhiên ngẩng người. Cảm thấy người trước mắt này dường như có chút quen mắt, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cuộc gặp qua khi nào hoàng tộc hở vương lâm trầm mặt nhìn thoáng qua phần mộ cha mẹ rồi xoay người lên không mang theo tháp sơn và đồng tử đầu to đang định rời đi nhưng mà vào lúc này phía xa trong không trung bỗng nhiên truyền đến liên tục tiếng sấm lại có một tảng lớn mây đen điên cuồng bay đến cùng lúc đó một tiếng quát phẫn nộ từ đám mây kia truyền ra quả thật to gan mà không ngờ dám xông vào nhà tổ của dương tộc triệu quốc huyền đạo tông nhiều thế hệ thủ hộ ở nơi đây mà hành vi của ngươi cũng không coi huyền đạo tông chúng ta ra gì từ trong tận mây kia xuất hiện một người đầu tóc bạc trắng hai mắt lóe lên tinh quang mà đi đến một làn hơi thở anh biến sơ kỳ lập tức tràn ngập bốn phía tu sĩ bốn phía nhìn thấy lão già vừa tới lập tức một đám cung kính cúi chào hiển nhiên lão già này ở đây uy vọng cực cao huyền đạo tông hả Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía lão già có một tia dịu dàng, hơi gật đầu, chậm rãi nói: "Tu gì của người đã đạt tới anh biến cảnh giới rồi, cấp bậc triệu quốc đã đạt tới ngũ cấp tu chân quốc rồi hả?" Lão già kia đang tức giận mà đến giờ phút này cũng ngẩn ra, câu mày quát: Người ta ở triệu quốc từ 300 năm trước đã đạt tới ngũ cấp tu chân quốc rồi, việc này toàn bộ trung tức tinh tất cả tu sĩ đều biết mà, ngươi là người phương nào?" Tuy nói như vậy, nhưng lúc này Lão nhìn Vương Lâm có một cảm giác như đã từng gặp qua ở địa phương nào đó rồi. Ngũ cấp tu chân quốc sâu. Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhớ rõ năm đó triệu quốc chỉ có tam cấp tu chân quốc mà thôi, cũng không nghĩ tới là mấy trăm năm nay dĩ nhiên sẽ đạt tới ngũ cấp. Thu hồi ánh mắt, Vương Lâm cẩn thận nhìn qua lão già kia, lúc này cũng là vừa nhìn thấy một ít manh mối. Hắn hơi mỉm cười, từ trên người của lão già hắn mơ hồ phát hiện ra một tia hơi thở cực kỳ mỏng manh cùng loại với vương lâm hắn nhớ tới năm đó khi hóa thần ở triệu quốc từng để lại 10 viên linh loại hiển nhiên lão già này là một trong 10 người năm đó mấy năm nay đều do huyền đậu tông các ngươi ở đây thủ hộ hả tu sĩ nơi đây đều là huyền đậu tông đệ tử sao vương lâm ngậm cười hỏi lão già kia câu mày cẩn thận nhìn ba người vương lâm không biết vì sao mới vừa rồi lửa giận lại bị đè ép xuống dưới rồi hình như người trước mắt này khiến cho lão có một cảm giác rất thương thiện do dự một chút lão mới mở miệng nói cũng không phải chỉ có huyền đạo tông chúng ta toàn bộ chu tức tinh cứ mỗi khoảng thời gian đều có các đệ tử môn phái khác đến thủ hộ có thể đến nơi đây làm thủ hộ đều là những người trong môn phái có công hiến thật lớn hoặc là người có thiên tư thật là tốt trọng điểm chuẩn bị bồi dưỡng thủ hộ toàn nhà tổ của dương gia đối với tất cả tu sĩ trong chu tức tinh mà nói đúng là một việc làm vinh quang không biết vì sao lão già trước mặt vương lâm lại kể cực kỳ tỉ mỉ ngay chính lão cũng không hiểu nguyên nhân vì sao nghe được lời nói của lão già ánh mắt vương lâm nhìn qua các tu sĩ ở trên mặt đất những người này tư chất tất cả đều vô cùng tốt với kinh nghiệm của vương lâm giữa phút này nhìn vào mắt của lão già liền biết được hiển nhiên những lời nói của lão là thật. trầm mặt dây lát vương lâm thở dài mang theo một tia cảm động nói đa tạ các ngươi Nói xong hắn vung tay áo, lập tức liền có một đạo lực lượng tràn ngập, hóa thành nhiều điểm tinh quang, trong phút chốc rơi vào trong cơ thể của tu sĩ bốn phía. Mỗi người một cái, ngay cả binh lính tay cầm binh khí đứng trên mặt đất cũng đều có tinh quang nhập vào cơ thể. Các tu sĩ chấn động, lập tức cảm nhận được một cổ nhiệt lưu xuất hiện trong cơ thể, một đám biểu tình cổ quái dâng lên. Ngươi! Lão già anh biến kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cảm giác này càng ngày càng quen thuộc. Ngươi làm rất tốt không uổng công năm đó ta đưa cho người linh loại. Vương Lâm nói xong thì xoay người hướng ra xa bay đi. Tháp Sơn và đồng tử độ to theo ở phía sau, ba người chậm rãi biến mất ở chân trời. Linh loại! Linh! Lão già kia rung rẩy kịch liệt khi nghĩ tới thân phận của đối phương trên mặt mấy trăm năm chưa từng quá kích động mà thức thanh kêu lên. vương gia lão tổ! Lời vừa nói ra, tu sĩ bốn phía tâm thần lập tức chấn động, tất cả đều xuất hiện sự kích động không dám tin nhìn vào hướng vương lâm biến mất đi giữa đất trời vương lâm hơi trầm ngâm hắn hiểu vì sao mà mọi người đối với mình cung kính như vậy điều này tất nhiên là do dụng ý của chu vũ thái trên thực tế quả thực như vương lâm suy nghĩ đại nhĩ tu sĩ chu vũ thái đối với việc năm đó vương lâm đem ngôi vị nhường cho mình trong lòng rất cảm kích chỉ có điều vương lâm lại rời đi khiến cho gã không có cơ hội báo đáp Chu Vũ Thái ân oán Phương Minh nên đối với ân huệ của Vương Lâm vẫn khắc sâu trong lòng. Vì thế chỉ cần là hậu nhân của Vương gia, thậm chí là môn phái tu chân do Vương Lâm lưu lại ở Triệu Quốc, Chu Vũ Thái đều chiếu cố cho mạnh dần lên. Với thân phận của Chu Vũ Thái và Chu Thức Tử ở Chu Thức Tinh, rất dễ dàng tạo cho hậu nhân Vương gia một hồi phúc vận, địa vị cao quý trong nhân gian. Triệu Quốc được sự trợ giúp của gã từ từ lớn mạnh, cuối cùng cũng đạt tới ngũ cấp tu chân quốc. Hết thể những việc này tự nhiên có người biết được bởi vì sự kiện ở bên trong chu thức mộ vượt qua thời gian truyền lại sau khi chu vũ thái nói ra người bảo hộ chu thức tinh chu thức tinh lão tổ như vậy mà nổi tiếng vô hình chung mọi người đều thừa nhận sở dĩ chu vũ thái làm như vậy ngoại trừ là báo đáp ra còn có nguyên nhân rất sâu bên trong tu vi của gã chưa đạt tới vấn đỉnh cảnh giới có thể nói là yếu nhất trong thế hệ chu thức tử không thể khuất phục mọi người nên chỉ còn cách nói ra những việc làm của vương lâm để mượn thế sinh uy Vương Lâm suy nghĩ hết thể những việc xảy ra. Tuy nói vẫn chưa đoán được toàn bộ, nhưng cũng đoán được năm sáu phần. Hắn thầm than một tiếng, bất kể Chu Vũ Thái như thế nào, nhưng mà gã đã giúp đỡ như vậy thì chính mình cần phải báo đáp. Bì trong không gian, Tháp Sơn và đồ to đồng tử đi ở phía sau. Trên đường đi Tháp Sơn vẫn lạnh lùng như vậy, vì phần đồng tử đồ to thấy Vương Lâm được về quê nhà, lại càng nghĩ tới gia tộc của mình. Gã có thể nhìn ra tu sĩ ở nơi này khi nhìn hứa mộc thực sự là cung kính từ đáy lòng. Đồng tử đầu to có thể tưởng tượng với tu vi hiện tại của mình nếu trở về gia tộc, tuy cũng được mọi người cung kính, nhưng mà sự cung kính đó cũng cực kỳ giả dối. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì, nó phản phức như một con cự lông đang nằm dài. Một cổ khí tức vương giả rất đậm bao phủ xung quanh. Trường thành bốn phía do những hòn đá màu đen tạo thành, thậm chí phía trên còn có một số trận pháp cấm chế dao động chưa tới gần, Vương Lâm đã nhận ra tại trong thành có cấm chế trận pháp rất mạnh, số lượng cấm chế rất nhiều. Nếu mở ra toàn bộ thì cho dù là tu sĩ vấn đỉnh cũng nhất định phải chết. Ngoại trừ vị trí tiên di tộc chiếm cứ ra, đây là nơi trên Chu thước Tinh, cũng là nơi có đế đô lớn nhất trong phạm vi của Chu tứ Quốc. Đại Vương Triều Xây dựng đất nước 437 năm trở thành đế chế mạnh nhất, trừ tiên di tộc ra thì chính là nơi có lực lượng mạnh nhất nhân gian. Hoàng tộc họ Vương có nguồn gốc lâu dài, với hơn 400 năm xây dựng khiến cho trong Vương Triều có được một lượng lớn binh sĩ. Thậm chí còn có người trong võ lâm sẵn sàng góp sức, khiến cho uy danh Vương Triều càng thêm hiển hách, lại còn một số lượng lớn người tu chân nữa. Ngoài ra với Vương Thiên Tông và các môn phái ở Triệu Quốc cũng đều hậu thuẫn cho Vương Triều nên tổng nhân họ Vương được hưởng địa vị cực cao. Thần thức Vương Lâm tràn ngập toàn bộ chu thước tinh, cảm nhận được một cổ huyết mạch hấp dẫn hắn liền tìm đến đây. Thành trì trước mắt này là nơi huyết mạch vương gia tập trung nhiều nhất. Thường thức hắn đảo qua vẫn không phát hiện thấy bóng dáng vương trác ở đâu. Thở dài một tiếng, thân mình hắn nhoáng lên một cái rồi biến mất. Khi hiện ra dĩ nhiên lỡ phía bên trong hoàng thành, nhìn đám người náo nhiệt bốn phía cùng với phòng ốc xa hoa, vương lâm dần dần nhíu mày. Toàn bộ bên trong đô thành quá mức xa hoa, trên mặt đất lát bằng đá thanh hoa nổi danh đắt tiền thường thức quét qua dường như toàn bộ đường phố trong đô thành đều như vậy. Cái này còn chưa tính, thậm chí ở bốn phía cây cối đều có tơ lụa bao vây, nhìn thì rực rỡ, nhưng mà trên thực tế lại làm nhơ nhút phúc trạch. Vương Lâm tu đạo đến trình độ này dĩ nhiên có thể thấy khắp không gian đô thành tràn ngập cái loại cảm giác thương, bi, giận. Sống ở nơi đây lâu dài, nhất định tính cách sẽ bất thường, thậm chí tuổi thọ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn nữa. Đều là một loại oán khí tức giận, Năm đó ở Thanh Linh Tinh, Vương Lâm từng bị người ta chấp tâm thu thập, giờ nhìn thấy trong thành oán khí ngút trời nên càng thêm nhú mày. Thần thức của hắn tản ra, trong chu tước tinh phần lớn các khu vực đều có mức độ oán khí không động nhất. Nơi oán khí tức giận đó phát ra chỉ tràn ngập một nửa chu tước tinh. trừ khắp các thung trang, nhất là chỗ ở của phạm nhân, oán khí không ngừng tràn ra ngưng tụ ở trong các thành trì rất lâu không tiêu tan. Nhất là phía tây bắc, khắp cả nghìn dặm đất đều là tử thi, phần lớn oán khí từ nơi đó mà ra nếu nói trong các thành trì khác oán khí cực kỳ đậm thì so với ở đây trên không trung của thành đô oán khí đã hóa thành một ngọn lửa ma rồi cái loại oán khí này trừ khi tu vi đạt tới cảnh giới như vương lâm cẩn thận mới có thể phát hiện được nếu tu vi không đủ căn bản là không thể cảm nhận được nửa điểm hô đô sắc mặt vương lâm âm trầm đi đến trên đường cái đô thành đối với sự hương thịnh nhân gian thì hắn rất vui nhưng mà sự hưng thịnh này lại khiến cho người ta căm hận, thì vương gia sau này nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn, phú quý bây giờ có cũng như không. Đi được một lúc, đột nhiên phía trước tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, người đi đường phía trước kinh hoàng nhanh chóng tản ra hai bên. Vương Lâm cũng bắt chước lùi ra phía sau vài bước âm trầm nhìn lại. Chỉ thấy ở phía trước mấy con ngựa cao to đang phi rất nhanh, ngồi trên lưng ngựa là vài thanh niên, phía sau còn có một lượng lớn tôi tớ đi theo. Đám tôi tớ đó đều đi bộ nhưng tốc độ vẫn bám sát theo sau. Mấy người thanh niên cưỡi ngựa kia đều mặc quần áo đẹp đẽ, tướng mạo anh tuấn, chỉ có điều đôi mắt sâu lại ngập một thứ khí đen. Hắc khí này không dày nên cho dù là tu sĩ cảnh giới vấn đỉnh cũng rất khó phát hiện, nhưng Vương Lâm lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên bầu trời còn có hai đạo kiếm quang gào thét, đạp trên thân kiếm là hai tu sĩ, hai người này tu vi đều có cảnh giới trúc cơ mở đường cho đám thanh niên kia nếu chỉ phu trương như vậy thì không có gì khiến cho vương lâm câu mày chính là ở phía sau thanh niên kéo theo một sợi xích sắt sợi xích đó trói một người đầu tóc rối bù không nhìn rõ hình dáng chỉ có thể căn cứ thân hình có lẽ là một nam tử bị kéo trên mặt đất nên quần áo bị rách hết để lại một vệt máu dài phía sau giống như có một người dùng bút lông vẽ ra một bức tranh đầy vết máu kinh người mấy người chạy qua để lại tiếng cười ha hả vang vọng những người trong võ lâm nhanh chóng đi theo Giữa không trung hai tu sĩ kia cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái nào. Những người này sau khi đi qua, lập tức lại có một đội binh sĩ vội vàng đều xuất hiện lau sạch những vết máu. Mãi cho đến khi toàn bộ những người đó đều rời khỏi, đám người xung quanh mới dám thì thầm bàn luận. thôi đáng thương thiệt mà, không biết người nào lại đuôi mụ trêu chọc hoàng tử thứ 16, sợ là phải bị kéo trong đu thành một dòng, người đó mới có thể chết đi được. Cũng không phải đâu Ở trong đại dương triều hoàng tộc chính là trời mà Tất cả các tiên nhân được giúp đỡ bọn họ Thì ai dám trêu chọc chứ Đừng nói nữa Nghe nói vài tháng trước quốc sư xem hiện tượng thiên văn Phát hiện có hung tinh xuất hiện từ Tây Bắc á Vì vậy mà triều đình liền giết hơn 10 dạng binh dân ở phía đó Nghe nói cho tới bây giờ Ở nơi đó chất đầy thi hại á Thôi thôi việc đừng có nói thầm bậy á Liêu à, tốt hơn là chúng ta nói ít thôi Cẩn thận quả từ miệng mà ra đó Nét mặt vương lâm càng thêm âm trầm vừa rồi hắn nhìn rõ ràng thanh niên mặc hoa phục kia mang huyết mạch của vương gia tháp sơn mang người đó đến đây cho ta vương lâm bình tĩnh mở miệng tháp sơn không nói nhiều lập tức xoay người rồi biến mất hết tập 184 của bộ truyện tiên nghịch cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lách radio nha